Trong một phát ngôn được tuyên bố mới đây, Trung Quốc cho biết liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang gieo rắc hỗn loạn trên toàn thế giới. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Chiaogang phát biểu với các phóng viên rằng NATO chính là bên được hưởng lợi từ cuộc xung đột Ukraine. Ông Yang Chiaogang được yêu cầu bình luận về tuyên bố được thông qua vào đầu tháng này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC, trong đó coi Bắc Kinh là kẻ quyết định tạo điều kiện cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Ông bác bỏ tài liệu này, đồng thời nhấn mạnh, nhận định này đầy rẫy những lời dối trá và thiên vị. Ông Trang Châu gắng nói, các đồng minh NATO do Mỹ lãnh đạo tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và trục lợi từ cuộc chiến. NATO cần phải tự xem xét lại mình thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc, đồng thời tiếp tục cáo buộc Liên minh phương Tây kích động xung đột trên toàn thế giới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, từ Ukraine đến Afghanistan, từ Iraq đến Libya, NATO đã mang lại chiến tranh và thảm họa cho các khu vực này và người dân ở đây. Đồng thời, nhắc lại rằng Bắc Kinh tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc giúp Moscow lách lệnh trừng phạt và thúc đẩy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Vào tháng 2 năm 2023, Trung Quốc đã đề xuất lộ trình 12 điểm hướng tới hòa bình và kể từ đó đã nỗ lực làm trung gian hòa giải cuộc xung đột trong các cuộc họp tiếp theo với các quan chức Nga và Ukraine. Nga trích dẫn sự mở rộng liên tục của NATO về phía đông và hợp tác quân sự với Kiev là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột tổng thống vladimir putin nhấn mạnh rằng ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập nato để bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào cũng có thể thành công điện kremlin cũng cho biết việc tràn ngập vũ khí phương tây vào ukraine chỉ dẫn đến leo thang hơn nữa nhưng cuối cùng sẽ không ngăn cản được quân đội nga Năm 1979, bà Vanga nói với nhà văn Valentin Sidorov rằng Nga sẽ trở thành chúa tể thế giới sau khi châu Âu trở thành vùng đất hoang vắng và người mang vinh quang cho Nga là Vladimir. Vladimir có thực sự là đương kim tổng thống Nga. Nhà tiên tri mù người Bulgari đã trở thành nhân vật huyền thoại khi đưa ra những dự đoán chính xác về tương lai của thế giới. Theo Birmingham Mail đưa tin, nhà tiên tri này đã tiên đoán tất cả sẽ tan như băng, như thể là nước đá, chỉ có một người vẫn còn nguyên vẹn. Vinh quang của Vladimir, vinh quang của Nga không ai có thể ngăn cản được Nga. Nhiều người sẽ bỏ đi, nhưng bất cứ ai còn ở lại sẽ là chúa của thế giới. Theo nhiều tài liệu, năm 1979, nhà văn Liên Xô Valentin Sidorov đến tìm gặp bà Vanga. Nội dung toàn bộ cuộc gặp đó, nhà văn Valentin Sidorov đã tường thuật đầy đủ trong cuốn Liud Mila và Vanga, xuất bản tại Bulgari vào năm 1995. Trong cuốn sách này, nhà văn Sidorov có tường thuật lại lời của bà Vanga như sau tất cả rồi sẽ tan chảy như bằng vậy, chỉ có một thứ duy nhất còn mãi, vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Bà Vanga nói rằng vào năm 2016, châu Âu sẽ trở thành một vùng đất hoang tàn và sau đó Nga sẽ trở thành quốc gia cai trị thế giới mà không ai có thể chống lại. Nhiều tờ báo Anh tin rằng bà Vanga đã nhắc đến vị tổng thống đương nhiệm của Nga Vladimir Putin. Tuy vậy, mới đây một số người nghiên cứu về Nga, trong đó có những người Việt am hiểu về nước Nga nghi ngờ rằng người có tên Vladimir mà bà Vanga nhắc đến chính là công tước Vladimir Siatolavich, công tước vùng Novgorod, từng được gọi là Vladimir Vĩ Đại, Vladimir Mặt Trời Đỏ, sống vào cuối thế kỷ 10 đầu thế kỷ 11. Ông có công lớn để đạo chính thống du nhập vào nước Nga và phát triển mạnh mẽ. Trên trang Đại Bách Khoa Toàn Thư về Vanga cũng chú thích Vladimir chính là công tước Vladimir, như lời chú thích của nhà văn Sidorov. Mặc dù nhiều tờ báo Anh thường xuyên trích dẫn những tiên đoán của bà Vanga, nhưng không phải ai cũng tin rằng những tiên đoán được trích dẫn đích thực là của bà Vanga. Và nếu đúng thì không phải tiên đoán nào của bà cũng chính xác. Thậm chí những nhân vật chính trong các tiên đoán mà giới truyền thông cho là của bà Vanga được giải mã như Tổng thống Nga Putin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Obama đều không lên tiếng về những thông tin này. Một trong số những tiên đoán sai đáng nhớ nhất của bà Vanga là năm 1978, nhà tiên tri Vanga từng tiên đoán rằng sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba Cuộc chiến tranh này bắt đầu vào tháng 11 năm 2010 và kết thúc vào tháng 10 năm 2014. Vanga cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 2010, khởi nguồn từ trận chiến thông thường, sau đó sẽ là chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học, để rồi thảm họa chiến tranh trên phạm vi toàn cầu, sự diệt vong của loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất. Cuối cùng, bà kết luận, cuộc chiến này sẽ kết thúc hoàn toàn vào tháng 10 năm 2014. Thưa quý vị, Baba Vanga, nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgari, đã để lại những lời tiên đoán dùng mình về số phận của nhân loại. Từ những sự kiện ứng với tiên đoán của nhà tiên tri mù Vanga trong quá khứ, nhiều người lo ngại những tiên đoán giận người của bà về tương lai có thể lại linh nghiệm. Trong đó có lời tiên tri về sự khởi đầu của Ngài Tận Thế vào năm 2025. Lời tiên tri về sự khởi đầu của Ngài Tận Thế Baba Vanga tên thật là Vagelia Bandeva Gusterova, là một nhà tiên tri mù người Bungary, nổi tiếng với khả năng tiên tri đáng kinh ngạc. Bà được biết đến với những lời tiên tri về các sự kiện lớn trên thế giới, bao gồm cả vụ khủng bố 11 tháng 9 và cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, không có bất kỳ ghi chép chính thức nào về những lời tiên tri của bà khiến cho tính xác thực của chúng luôn là chủ đề gây tranh cãi. Mặc dù vậy, theo New York Post, lời tiên tri về sự khởi đầu của ngày tận thế vào năm 2025 của bà Baba Vanga vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên thế giới. Theo lời tiên tri này, nhân loại sẽ không bị diệt vong hoàn toàn cho đến năm 5079. Năm thế nhưng ngày tận thế sẽ bắt đầu vào năm 2025. Lời tiên tri của Baba Vanga cũng tương đồng với nhiều lời tiên tri khác về ngày tận thế trong lịch sử của nhân loại, chẳng hạn như lời tiên tri của người Maya về ngày tận thế vào năm 2012 hay đồng hồ của ngày tận thế của tờ bản tin khoa học nguyên tử BAS, ấn phẩm thường niên thuộc Đại học Chicago tại Mỹ dự đoán với mức độ nguy hiểm mà thế giới đang phải đối mặt. Theo lời tiên tri của bà Baba Vanga, vào năm 2025 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc xung đột tàn khốc ở châu Âu, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và khiến lục địa này rơi vào cảnh hoang tàn. Tiếp đó vào năm 2028, con người sẽ bắt đầu hành trình khám phá sao kim để tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Đến năm 2030, băng ở hai cực sẽ tan chảy hoàn toàn, khiến mực nước biển dâng cao đến mức báo động trên toàn cầu. Thế giới sẽ chứng kiến những thay đổi lớn lan rộng ở khắp các quốc gia vào năm 2076. Bước sang thiên niên kỷ mới, nhân loại sẽ có một cuộc gặp gỡ lịch sử với người ngoài hành tinh vào năm 2130. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi một trận hạn hán kinh hoàng tàn phá trái đất vào năm 2170 đẩy nhân loại vào bờ vực tuyệt vọng. Những lời tiên tri đáng sợ nhất. Nhà tiên tri mù Baba Vanga từng đưa ra những lời tiên tri như sau. Năm 2018, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới, những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản. Năm 2023, quỹ đạo trái đất thay đổi. Năm 2025, xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến châu Âu. Năm 2028, loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim. Năm 2030, mọi người sẽ có thể liên lạc với các nền văn minh phát triển khác bởi sự sống trên trái đất sẽ hoàn toàn biến mất. Năm 2033, băng ở các vùng cực sẽ tan chảy, mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao. Năm 2043, nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh, người hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Năm 2046, bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người đều có thể được tiến hành cấy ghép, việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất. Năm 2066, trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại vũ khí mới, vũ khí thời tiết, trong thời gian này trời trở lạnh đột ngột. Năm 2076, xã hội không giai cấp hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản hình thành. Năm 2084, loài người sẽ khôi phục lại thiên nhiên. Năm 2088, xuất hiện một căn bệnh lạ, lão hóa chỉ trong vài giây. Năm 2097, căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu. Năm 2100, loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất. Năm 2111, con người sẽ trở nên kiệt sức. Năm 2123 sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa các nước nhỏ. Năm 2125, tại Hungary, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga. Năm 2130, nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước. Năm 2164, con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị, nửa người, nửa thú. Năm 2167, xuất hiện tôn giáo mới. Năm 2170, xảy ra một đợt hạn hán kéo dài trên trái đất năm 2187, hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch. Năm 2195, những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực. Năm 2196, người châu Á và châu Âu sẽ sinh sống trả trộn nhau. Năm 2201, quá trình phản ứng nhiệt hạch trên mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh. Năm 2221, trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn. Năm 2256, tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về trái đất. Năm 2262, quỹ đạo của các hành tinh dần dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao trời sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao hỏa. Năm 3010, trên trái đất, cuộc sống sẽ biến mất nhưng loài người sẽ đạt đến một mức độ phát triển cho phép nào đó di chuyển vào một hệ thống hành tinh khác. Mặc dù tính xác thực của những lời tiên tri của bà Baba Vanga vẫn còn là một ẩn số, nhưng không thể phủ nhận sự ảnh hưởng to lớn của chúng đối với văn hóa đại chúng. Những lời tiên tri của bà, đặc biệt là về ngày tận thế, đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người trên thế giới. Sức hút từ những lời tiên tri của bà Baba Vanga có lẽ bắt nguồn từ mong muốn tìm hiểu về tương lai và số phận của nhân loại, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều biến động khó lường từ biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang đến khủng hoảng kinh tế, con người càng có xu hướng tìm đến những lời tiên tri như một cách để lý giải hiện tại và dự đoán tương lai. Hơn nữa, vai trò của truyền thông trong việc lan truyền và thần thánh hóa hình ảnh của những nhà tiên tri như Baba Vanga cũng có phần khiến cho những lời tiên đoán của bà trở nên phổ biến và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Mặc dù đã qua đời nhiều năm, nhưng những lời tiên tri của bà Baba Vanga vẫn tiếp tục là đề tài thu hút sự chú ý và tranh luận của nhiều người thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo